Xin chào các bạn đến với chương trình du lịch mỗi ngày. Tôi là Quang Thịnh và hôm nay tôi sẽ dắt các bạn đến một nơi hòn đảo nhỏ của cuối Đài Nam của Đài Loan để các bạn có thấy được hòn đảo nhất rộng lớn. Chiquita, Mela, Mela, Chiquita, Mela la Hela, Chiquita. Mela, mela, chiquichita, mela la hela, chiquichita, mela, mela, chiquichita. Hình như thời gian vụt qua thật nhanh. Cho nay bâng khuâng nào cho vượt, cho nay vui nơi trường xưa, cho nay bay bay giọt mưa phùn, e a câu thơ nhẹ đưa. Trời thùng phong theo cơn gió, yêu vài giọt ngắn đùa bóp ê. Trời thùng linh ba hoa ấu chưa. Điều đặc biệt ở đâu hòn đảo này các bạn có thể tham gia bơi lội được mọi người các bạn thấy không? Khu vực phía sau này là nguyên một bãi đá thật rộng lớn, trên cát sạch. Hòn đảo này bãi cát sạch được cả Đài Loan công nhận là bãi cát sạch nhất của Đài Loan. Các bạn đi mà nào, đi bơi lội nha. Bạn thấy đó, con đường hòn đi bộ này rất là thoải mái. Các bạn thấy bên này cây, rồi núi, bên khác cũng là một biển, một biển rất thoải mái khi mà không khí của biển dập. Các bạn cảm thấy như thế nào? Đến buổi chiều thì người dân đây rất là thích đi bộ con đường này. Những người lớn tuổi có thể về tập thể dục, và những đôi bạn trẻ thì có thể đến đây để hẹn hò với nhau. Nào bây giờ mình cũng đi bước vào con đường này nha. Đi nào, let's go. Chào các bạn, và bây giờ Quang Thịnh đang ngồi ở ngọn tháp màu trắng của hòn đảo này. Thì ngọn tháp này được xây dựng 1929 bởi người Nhật. Thì lúc đó người Nhật và người Đài Loan đã cho có một cuộc chiến tranh rất là lớn ở đây. Để bảo đảm cho người dân ở hòn đảo này, họ đã xây lên ngọn tháp để bảo vệ. Khi mà người đánh cá ở ngoài hòn đảo có thể thấy ngọn tháp và biết đây là khu vực đất liền. Các bạn có thể thấy ngọn tháp có chiều cao 16 mét và được màu trắng. Bây giờ ngọn tháp có một bóng đèn rất là lớn, các bạn nhìn thấy.